Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn toán lớp 4 trong quyển sách toán tập 2, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề 4, phân số, bài số 76, tìm phân số của một số. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 68. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Phần đầu tiên của bài học là phần cùng học. Các em hãy cùng với cô quan sát, lắng nghe, suy nghĩ và trả lời nhé. Mẹ nói rằng rổ cà chua có 15 quả, lấy ra 2 phần 3 số quả trong rổ. Người con trai hỏi rằng làm sao để tính 2 phần 3 số quả trong rổ. Rồi, đề bài cho chúng ta biết rổ cà chua có 15 quả. Như vậy, để tính 2 phần 3 số quả trong rổ thì chúng ta sẽ đi tính 2 phần 3 của 15. Từ tình huống này, cô có ví dụ như sau. Tính 2 phần 3 của 15. Rồi, ở đây là hình ảnh minh họa. Mỗi một chấm tròn màu đỏ là một quả cà chua. Ở đây có tất cả là 15 chấm tròn. Chúng ta sẽ chia 15 chấm tròn này ra thành 3 phần bằng nhau. Tức là 15 chia cho 3 được 5. Mỗi một phần sẽ có 5 chấm tròn. Ở đây là 1 phần, 2 phần, 3 phần. Như vậy, đây là 2 phần 3 của 15. 2 phần 3 của 15 sẽ là 10. 2 phần 3 của 15 sẽ bao gồm 10 chấm tròn. Do đó, chúng ta có thể nói rằng 2 phần 3 của 15 là 10. Dựa vào hình ảnh minh họa, chúng ta đã tìm được 2 phần 3 của 15 là 10. Bây giờ, chúng ta sẽ áp dụng cách tính bằng công thức để đi tìm 2 phần 3 của 15. Chúng ta có 2 cách tính, Cách thứ nhất là chúng ta sẽ đi tính 1 phần 3 của 15, rồi sau đó mới đi tính 2 phần 3 của 15. Như vậy, 1 phần 3 của 15 sẽ bằng 15 chia cho 3, được 5. 2 phần 3 tức là gấp đôi của 1 phần 3, chúng ta sẽ lấy 1 phần 3 nhân cho 2. 1 phần 3 của 15 tức là 15 chia cho 3 được 5, sau đó lấy 5 nhân cho 2 được 10. Như vậy, 2 phần 3 của 15 là 10. Cách thứ hai là chúng ta sẽ đi tính 2 phần 3 của 15 bằng cách lấy 15 nhân cho 2 phần 3. Đây là phép nhân một số tự nhiên với một phân số. Chúng ta sẽ lấy số tự nhiên nhân cho tử số, còn mẫu số thì giữ nguyên. Cô có 15 nhân cho 2 được 30, mẫu số là 3 giữ nguyên, chúng ta sẽ được kết quả là 30 phần 3. 30 phần 3 tức là 30 chia cho 3, chúng ta sẽ được kết quả là 10. Như vậy, 15 nhân cho 2 phần 3 sẽ bằng 10. Từ đây, chúng ta rút ra được kết luận rằng, muốn tìm phân số của một số, ta lấy số đó nhân với phân số đã cho. Rồi, tiếp tục, cô có ví dụ thứ hai tính 5 phần 6 của 18, thì ta sẽ lấy 18 nhân với 5 phần 6, được chưa nào? Đây là phép nhân một số tự nhiên với một phân số. Thì chúng ta sẽ lấy số tự nhiên nhân với tử số, còn mẫu số thì giữ nguyên lại. Câu có 18 nhân cho 5 bằng 90, mẫu số là 6 giữ lại, chúng ta sẽ được kết quả là 90 phần 6. Mà 90 phần 6 thì sẽ bằng 90 chia cho 6, chúng ta sẽ được kết quả là 15. Như vậy, 18 nhân cho 5 phần 6 bằng 15. Rồi, dựa vào các kiến thức mà chúng ta vừa học được ở phần cùng học, chúng ta sẽ áp dụng các kiến thức này để thực hiện các bài tập có ở phần thực hành như sau. Bài tập thực hành số 1, tính câu A 1 phần 4 của 12, thì sẽ bằng 12 nhân cho 1 phần 4. Câu có tử số bằng 12 nhân cho 1 được 12, mẫu số là 4, chúng ta sẽ được kết quả là 12 phần 4. 12 phần 4 thì sẽ bằng 12 chia cho 4, chúng ta sẽ được kết quả là 3. Như vậy, 1 phần 4 của 12 sẽ bằng 3. Tiếp tục, câu B, 3 phần 5 của 20 thì sẽ bằng 20 nhân cho 3 phần 5. Tử số là 20 nhân cho 3, được 60. Mẫu số là 5, chúng ta sẽ được kết quả là 60 phần 5. Mà 60 phần 5 thì sẽ bằng 60 chia cho 5, chúng ta sẽ được kết quả là 12. Như vậy, 3 phần 5 của 20 bằng 12. Tiếp tục, câu C, 5 phần 8 của 32 sẽ là 32 nhân cho 5 phần 8 bằng 160 phần 8. 160 chia cho 8, chúng ta sẽ được kết quả là 20. Như vậy, 5 phần 8 của 32 bằng 20. Cuối cùng, câu D, 4 phần 7 của 35 sẽ là 35 nhân cho 4 phần 7 bằng 140 phần 7. 140 chia cho 7, chúng ta sẽ được kết quả là 20. Như vậy, 4 phần 7 của 35 bằng 20. Tiếp tục bài tập thực hành số 2. Câu A, chúng ta sẽ đi tìm 3 phần 4 của 24 kg. 3 phần 4 của 24 kg là 24 nhân cho 3 phần 4. Câu có, 24 nhân cho 3 được 72, chúng ta sẽ được kết quả là 72 phần 4. Mà 72 chia cho 4, chúng ta sẽ được kết quả là 18, đơn vị là kg. Như vậy, 3 phần 4 của 24 kg bằng 18 kg. Tiếp tục, câu B. 5 phần 12 của 60 lít là 60 nhân 5 phần 12. Câu có 60 nhân cho 5 được 300, như vậy, 60 x 5 phần 12 sẽ bằng 300 phần 12. Mà 300 chia cho 12, chúng ta sẽ được kết quả là 25 đơn vị là lít. Như vậy, 5 phần 12 của 60 lít bằng 25 lít. Tiếp tục, câu C, 3 phần 10 của 1.000 gam sẽ là 1.000 nhân cho 3 phần 10 bằng 3.000 phần 10. Mà 3.000 chia cho 10, chúng ta sẽ được kết quả là 300 đơn vị là gam. Như vậy, 3 phần 10 của 1.000 gram bằng 300 gram. Cuối cùng, câu dây 2 phần 7 của 56 mét vuông sẽ là 56 nhân cho 2 phần 7 bằng 112 phần 7. Mà 112 chia cho 7, chúng ta sẽ được kết quả là 16, đơn vị là mét vuông. Như vậy, 2 phần 7 của 56 mét vuông bằng 16 mét vuông. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn cho các em thực hiện xong các bài tập có ở phần thực hành. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập. Ở phần luyện tập, các em sẽ thực hiện cho cô một số bài tập như sau. Bài tập luyện tập số 1, số. Ở bài tập này, chúng ta sẽ điền các số thích hợp vào các dấu hỏi chấm. Câu A, một đàn gà có 21 con, trong đó 1 phần 7 số con là gà trống đàn gà đó có bao nhiêu con gà trống. Như vậy, để tính được số con gà trống thì chúng ta sẽ đi tính 1 phần 7 của 21. Bởi vì tổng số con gà là 21 con, trong đó số con gà trống là 1 phần 7. Như vậy, để tìm được số con gà trống thì chúng ta sẽ đi tính 1 phần 7 của 21. Mà muốn tìm phân số của một số thì ta sẽ lấy số đó nhân với phân số đã cho. Tức là chúng ta sẽ lấy 21 nhân cho 1 phần 7. Chúng ta sẽ được 21 phần 7. Mà 21 chia cho 7 chúng ta sẽ được kết quả là 3, đơn vị là con. Như vậy số con gà trống sẽ là 3 con. Do đó ở dấu hỏi chấm này chúng ta sẽ điền số 3. Tiếp tục câu B. Trên kệ có 12 vị trứng vịt và một số vỉ trứng gà. Biết số vỉ trứng gà bằng 5 phần 2 số vỉ vị trứng vịt, trên kệ có bao nhiêu vỉ trứng gà. Như vậy, ở đây đề bài cho chúng ta biết số vỉ vị trứng vịt là 12 vỉ, và số vỉ trứng gà bằng 5 phần 2 số vỉ vị trứng vịt. Như vậy, để đi tìm số vỉ trứng gà, tức là chúng ta sẽ đi tìm 5 phần 2 của 12. 5 phần 2 của 12 sẽ là 12 nhân cho 5 phần 2. Câu có 12 nhân cho 5 được 60. Mẫu số là 2 chúng ta giữ lại. Chúng ta sẽ được kết quả là 60 phần 2. Mà 60 phần 2 tức là 60 chia cho 2. Chúng ta sẽ được kết quả là 30. Đơn vị là vị trứng. Như vậy số vị trứng gà là 30 vị trứng. Do đó ở dấu hỏi chấm này chúng ta sẽ điền số 30 tiếp tục bài tập luyện tập số 2. Số. Ở bài tập này, chúng ta cũng điền các số thích hợp vào các dấu hỏi chấm. Câu A. 1 phần 10 m sẽ bằng bao nhiêu đề mét? Chúng ta có 1 m thì sẽ bằng 10 đề mét. Như vậy, muốn đổi mét ra đề mét thì chúng ta sẽ nhân cho 10. Để đổi 1 phần 10 m ra đề mét thì chúng ta sẽ lấy 1 phần 10 nhân cho 10 chúng ta sẽ được kết quả là 10 phần 10, mà 10 phần 10 thì sẽ bằng 1. Như vậy, 1 phần 10 m sẽ bằng 1 đề mét. Tiếp tục, chúng ta sẽ đổi 7 phần 100 m ra cm. Chúng ta biết rằng 1 m thì sẽ bằng 100 cm. Như vậy, để đổi m ra cm thì chúng ta sẽ nhân cho 100. Do đó, chúng ta sẽ lấy 7 phần 100 nhân cho 100. Chúng ta sẽ được kết quả là 700 phần 100, mà 700 phần 100 thì sẽ bằng 7. Như vậy, 7 phần 100m sẽ bằng 7cm. Tiếp tục, chúng ta sẽ đổi 63 phần 1000km ra mét. Chúng ta biết rằng 1km thì sẽ bằng 1000m. Như vậy, để đổi km ra mét thì chúng ta sẽ nhân cho 1000, tức là chúng ta sẽ lấy 63 phần 1000 nhân cho 1000, chúng ta sẽ được kết quả là 63.000 phần 1.000. Mà 63.000 phần 1.000, tức là 63.000 chia cho 1.000, chúng ta sẽ được kết quả là 63. Như vậy, 63 phần 1.000 km sẽ bằng 63 m Tiếp tục, câu B, chúng ta sẽ đổi 1 phần 2 yến ra kg. Chúng ta biết rằng 1 yến thì sẽ bằng 10 kg. Như vậy, để đổi yến ra kg thì chúng ta sẽ nhân cho 10 tức là chúng ta sẽ lấy 1 phần 2 nhân cho 10, chúng ta sẽ được kết quả là 10 phần 2. 10 phần 2 thì sẽ bằng 10 chia cho 2, chúng ta sẽ được kết quả là 5. Như vậy, 1 phần 2 yến sẽ bằng 5 kg. Tiếp tục, 3 phần 4 tạ bằng bao nhiêu kg? Chúng ta biết rằng, 1 tạ thì sẽ bằng 100 kg. Như vậy, để đổi tạ ra kg thì chúng ta sẽ nhân cho 100, tức là chúng ta sẽ lấy 3 phần 4 Nhân cho 100 Chúng ta sẽ được kết quả là 300 phần tư Mà 300 chia cho 4 Chúng ta sẽ được kết quả là 75 Như vậy 3 phần tư tạ Bằng 75 kg Tiếp tục 3 phần 10 kg Bằng bao nhiêu gam Để đổi kg ra gam Thì chúng ta sẽ nhân cho 1.000 Bởi vì 1 kg Thì sẽ bằng 1.000 gam Như vậy chúng ta sẽ lấy 3 phần 10 Nhân cho 1.000 chúng ta sẽ được kết quả là 3.000 phần 10. Mà 3.000 chia cho 10, chúng ta sẽ được kết quả là 300. Như vậy, 3 phần 10 kg bằng 300 g. Tiếp tục, câu C. 1 phần 60 giờ bằng bao nhiêu phút? Chúng ta biết rằng 1 giờ bằng 60 phút. Như vậy, để đổi giờ ra phút thì chúng ta sẽ nhân cho 60. Tức là chúng ta sẽ lấy 1 phần 60 nhân cho 60 Bằng 60 phần 60, mà 60 phần 60 thì sẽ bằng 1. Như vậy, 1 phần 60 giờ bằng 1 phút. Tiếp tục, 5 phần 6 phút bằng bao nhiêu giây? Chúng ta biết ra, 1 phút thì sẽ bằng 60 giây. Như vậy, để đổi phút ra giây, chúng ta cũng nhân cho 60. Tức là chúng ta sẽ lấy 5 phần 6, nhân cho 60. Chúng ta sẽ được kết quả là 300 phần 6. Mà 300 chia cho 6, chúng ta sẽ được kết quả là 50. Như vậy, 5 phần 6 phút sẽ bằng 50 giây. Rồi, cuối cùng, 1 phần 4 thế kỷ bằng bao nhiêu năm? Chúng ta biết rằng 1 thế kỷ thì sẽ bằng 100 năm. Như vậy, để đổi thế kỷ ra năm thì chúng ta sẽ nhân cho 100. Tức là chúng ta sẽ lấy 1 phần 4 nhân cho 100. Chúng ta sẽ được kết quả là 100 phần 4 mà 100 chia cho 4 chúng ta sẽ được kết quả là 25. Như vậy 1 phần tư thế kỷ bằng 25 năm. Tiếp tục, cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện bài tập luyện tập số 3. Sơn thu dọn đồ đạc và lau nhà trong 1 giờ. Việc thu dọn đồ đạc mất 2 phần 3 giờ. Hỏi Sơn lau nhà trong bao nhiêu phút? Để giải được bài tập này thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm thời gian thu dọn đồ đạc bằng cách lấy thời gian thu dọn đồ đạc và lau nhà nhân cho 2 phần 3 bởi vì đề bài cho chúng ta biết rằng việc thu dọn đồ đạc mất 2 phần 3 giờ. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm thời gian lau nhà bằng cách lấy thời gian thu dọn đồ đạc và lau nhà là 1 giờ trừ đi cho thời gian thu dọn đồ đạc mà chúng ta vừa tìm được. Rồi, ở bài tập này chúng ta sẽ có hai cách giải. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ đổi thời gian Sơn thu dọn đồ đạc và lau nhà là 1 giờ thành 60 phút. Sau đó, chúng ta sẽ đi tìm thời gian Sơn thu dọn đồ đạc bằng cách lấy 60 nhân cho 2 phần 3. Chúng ta sẽ lấy 60 nhân cho 2 được 120, mẫu số là 3 giữ lại. Chúng ta sẽ được kết quả là 120 phần 3. Mà 120 chia cho 3 thì chúng ta sẽ được kết quả là 40. Như vậy 60 nhân cho 2 phần 3 sẽ bằng 40 đơn vị là phút. Chúng ta đã tìm được thời gian Sơn thu dọn đồ đạc là 40 phút. Từ đây chúng ta sẽ tìm được thời gian Sơn lau nhà. Chúng ta sẽ đặt lời giải như sau. Sơn lau nhà trong số phút là Chúng ta sẽ lấy thời gian Sơn thu dọn đồ đạc và lau nhà là 60 phút trừ đi cho thời gian Sơn thu dọn đồ đạc là 40 phút, sẽ bằng 20 đơn vị là phút. Cuối cùng, chúng ta sẽ viết đáp số là 20 phút. Ở cách thứ hai thì chúng ta cũng đổi 1 giờ thành 60 phút. Sau đó, chúng ta sẽ đi tìm phân số chỉ thời gian Sơn lau nhà bằng cách lấy 1 trừ đi cho phân số chỉ thời gian Sơn thu dọn đồ đạc mà đề bài đã cho là 2 phần 3. Như vậy, lúc này chúng ta sẽ thực hiện phép tính 1 trừ cho 2 phần 3. Chúng ta sẽ viết 1 dưới dạng phân số là 3 phần 3 để nó có cùng mẫu số với 2 phần 3. Như vậy, 1 trừ cho 2 phần 3 thì sẽ bằng 3 phần 3 trừ cho 2 phần 3. Đây là phép trừ hai phân số cùng mẫu số. Chúng ta sẽ trừ các tử số còn mẫu số giữ nguyên. Tử số là 3 trừ đi cho 2 được 1, mẫu số là 3 giữ nguyên. Như vậy, 1 trừ cho 2 phần 3 bằng 1 phần 3, đơn vị là giờ. Như vậy, chúng ta đã tìm được phân số chỉ thời gian sơn lau nhà là 1 phần 3 giờ. Sau đó, chúng ta sẽ đi tìm số phút sơn lau nhà. Chúng ta sẽ đặt lời giải là sơn lau nhà trong số phút là Chúng ta sẽ lấy thời gian sơn thu dọn đồ đạc và lau nhà là 60 phút, nhân cho phân số chỉ thời gian sơn lau nhà là 1 phần 3. Cô có 60 nhân cho 1 phần 3 thì sẽ bằng 60 phần 3. 60 chia cho 3 thì sẽ bằng 20. Như vậy, 60 nhân cho 1 phần 3 sẽ bằng 20, đơn vị là phút. Cuối cùng, chúng ta sẽ viết đáp số là 20 phút. Tiếp tục, cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện bài tập luyện tập số 4. Lớp 4E có 1 triệu 872 nghìn đồng từ việc trồng rau và thu gom rác tái chế các bạn dự định dùng 1 triệu 200 nghìn đồng để mua quà tặng các bạn vùng cao. 3 phần tư số tiền còn lại để giúp đỡ các bạn trong lớp có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó còn bao nhiêu tiền sẽ dùng để liên hoan. Tính số tiền dành cho việc liên hoan. Rồi, để giải được bài toán này, thì đầu tiên chúng ta phải đi tìm số tiền còn lại sau khi mua quà tặng các bạn vùng cao bằng cách lấy số tiền ban đầu mà các bạn lớp 4E có là 1 triệu 872 000 đồng trừ đi cho số tiền mà các bạn dự định dùng để mua quà tặng các bạn vùng cao là 1 triệu 200 000 đồng thì chúng ta sẽ tìm được số tiền còn lại. Tiếp tục, chúng ta sẽ đi tìm số tiền để giúp đỡ các bạn trong lớp. Đề bài nói rằng 3 phần 4 số tiền còn lại để giúp đỡ các bạn trong lớp có hoàn cảnh khó khăn. Như vậy, để tìm số tiền giúp đỡ các bạn trong lớp, thì chúng ta sẽ lấy số tiền còn lại nhân cho 3 phần 4. Được chưa nào? Và cuối cùng, chúng ta sẽ tính được số tiền dành cho việc liên hoan bằng cách lấy số tiền còn lại trừ đi cho số tiền giúp đỡ các bạn trong lớp có hoàn cảnh khó khăn. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em trình bày bài giải ra như sau. Ở bước đầu tiên, chúng ta sẽ đặt lời giải là Số tiền còn lại sau khi mua quà tặng các bạn vùng cao là Chúng ta sẽ lấy 1 triệu 872.000 trừ đi cho 1 triệu 200.000 bằng 672.000 đồng. Như vậy, số tiền còn lại sau khi mua quà tặng các bạn vùng cao là 672.000 đồng. Tiếp tục, chúng ta sẽ đi tìm số tiền để giúp đỡ các bạn trong lớp có hoàn cảnh khó khăn bằng cách lấy số tiền còn lại nhân cho 3 phần 4. Bởi vì đề bài nói rằng 3 phần 4 số tiền còn lại là để giúp đỡ các bạn trong lớp có hoàn cảnh khó khăn. Như vậy lúc này chúng ta sẽ thực hiện lấy 672.000 nhân cho 3 phần 4. Cô có 672.000 nhân cho 3 sẽ bằng 2 triệu 016.000. Mẫu số là 4, chúng ta sẽ được kết quả là 2 triệu 016.000 phần 4. Sau đó, chúng ta sẽ lấy 2.016.000 chia cho 4, chúng ta sẽ được kết quả là 504.000, đơn vị là đồng. Như vậy, chúng ta đã tính được số tiền để giúp đỡ các bạn trong lớp có hoàn cảnh khó khăn là 504.000 đồng. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đi tính số tiền dành cho việc liên hoan bằng cách lấy số tiền còn lại là 672.000 đồng trừ đi cho số tiền giúp đỡ các bạn trong lớp có hoàn cảnh khó khăn là 504.000 đồng. Như vậy, chúng ta sẽ thực hiện phép trừ 672.000 trừ cho 504.000. Chúng ta sẽ được kết quả là 168.000 đơn vị là đồng. Cuối cùng, chúng ta sẽ viết đáp số là 168.000 đồng. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn cho các em thực hiện xong các bài tập có ở phần luyện tập và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc cố hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo